Nếu bạn tìm kiếm trên Google những cụm từ về người Duy Ngô Nhĩ, bạn sẽ thấy về mặt tin tức, đôi khi xảy ra những vụ sử dụng dao của họ cho mục đích mà có lẽ bạn cũng đã hiểu để làm gì. Những sự kiện này có thể sẽ xảy ra ở Tân Cương hoặc những thành phố lớn của Trung Quốc qua các năm. Nếu bạn tìm kiếm bằng hình ảnh, bạn sẽ thấy người Duy Ngô Nhĩ khác so với những người Trung Quốc bạn đang hình dung ra. Người Duy Ngô Nhĩ, họ là ai? Vì sao lại xảy ra những sự kiện như vậy? Và điều gì khiến họ phản ứng thái quá? Người Duy Ngô Nhĩ hay còn gọi là người Uyghur, tiếng Việt gọi là hồi hột hoặc là hồi cốt, đó cũng là một cách phiên âm của Uyghur. Tên gọi này cũng liên quan mật thiết đến đạo Hồi, tôn giáo của những người đến từ Tây Vực, chính là khu vực sinh sống của những người Duy Ngô Nhĩ mà ngày nay chính là Tân Cương. Vì đa số người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, họ sống tập trung ở Tân Cương, nên họ cũng duy trì niềm tin và phong tục tôn giáo khác với phần đa người Hán. Ở đây, họ có thánh đường, họ có trường học Hồi giáo và có những lễ hội Hồi giáo của riêng mình. Người Duy Ngô Nhĩ là một sắc tộc người Thuốc sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, nhưng ngoài ra họ cũng có mặt ở những khu vực khác như Siberia của Nga, họ cũng sống ở Đức, ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia Trung Á như là Pakistan, Kazakhstan hay là Uzbekistan. Họ có nguồn gốc từ các bộ tộc du mục của Trung Á, khác hẳn với người Hán, vốn phát triển từ nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Nhưng tại sao người Duy Ngô Nhĩ lại sống chủ yếu ở Tân Cương? Tân Cương chính là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất của Trung Quốc, với diện tích lên đến 1,6 triệu km vuông. Tân là mới, Cương là biên cương. Tân Cương có nghĩa là biên cương mới, và tên gọi này được đặt ra từ thời nhà Thanh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trước thời nhà Thanh thì chưa hề tồn tại khái niệm Tân Cương. Tân Cương chính là một giao lộ lớn giữa phía Đông và phía Tây, nơi từ xa xưa người Duy Ngô Nhĩ đã sống ở đây. Họ buôn bán, họ giao lưu văn hóa với những dân tộc, trong đó có dân tộc Hán, những dân tộc ở Trung Á. Rồi dần dần, Tân Cương đã trở thành ngôi nhà của họ. Từ hàng ngàn năm trước, các bộ tộc cổ xưa của người Duy Ngô Nhĩ đã sống ở Tân Cương. Tại đây, họ xây dựng những làng mạc của mình tại những ốc đảo dọc theo những khu vực xanh tươi hiếm hoi trên sa mạc. Qua thời gian, Tân Cương trở thành vùng đất truyền đời của họ, từ đời ông cha đến đời con cháu. Dù thời kỳ cổ đại có những biến động về mặt cuộc sống, có những biến động về mặt lãnh thổ lớn nhỏ khác nhau trong khu vực này, thì người Duy Ngô Nhĩ vẫn ở đây, vẫn sinh sống và tiếp tục tạo ra một nét văn hóa rất riêng của mình. Họ sống ở đây bởi vì Tân Cương cho họ một cuộc sống đủ. Tân Cương từng là một phần quan trọng của con đường tơ lụa, tuyến đường nối Trung Quốc với các nước phương Tây, mà phương Tây của Trung Quốc chính là khu vực bây giờ là Trung Đông, xa hơn nữa là châu Âu. Ở Tân Cương thì người Duy Ngô Nhĩ có thể buôn bán với những thương gia tới từ nhiều nước và học hỏi, giao lưu với nhiều thứ văn hóa mới mẻ. Những thành phố như là Kashgar và Tupan thời đó là những khu chợ tấp nập kẻ bán người mua, nơi trao đổi hàng hóa trên con đường tơ lụa, từ tơ lụa, gia vị cho đến bạc vàng. Vậy nên, việc sống ở Tân Cương không chỉ giúp người Duy Ngô Nhĩ phát triển kinh tế mà còn giữ cho họ một nét văn hóa và tôn giáo riêng biệt của mình, mặc dù đã giao lưu với nhiều dân tộc khác. Và nếu bạn hỏi rằng, Tân Cương là một vùng đất có nhiều sa mạc như vậy, tại sao người Duy Ngô Nhĩ vẫn tồn tại? Thì ở đây vẫn còn những vùng đất phì nhiêu nhờ vào nước từ các con sông lớn như là sông Tarim. Sông Tarim được ở phiên âm Hán Việt là Tháp Lý Mộc Hà, chính là con sông lớn chảy qua khu tự trị Tân Cương. Đặc biệt ở đây cũng có dãy núi Thiên Sơn. Đây là một dãy núi cao và mùa hè tuyết sẽ tan, giúp cho đất đai trở nên màu mỡ hơn, trồng trọt được nhiều loại cây. Ở đây, người Duy Ngô Nhĩ đã phát triển nghề chăn nuôi cừu, dê và sống ở những ốc đảo. Cứ thế từ đời này sang đời khác, họ ở lại Tân Cương để làm ăn và xây dựng cuộc sống của mình. Nhưng cuộc sống của người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương không phải lúc nào cũng yên bình, và đó là lý do để diễn ra những xung đột. Và đây chính là xung đột với các triều đình phong kiến của Trung Quốc. Từ thuở xa xưa thì người Duy Ngô Nhĩ vẫn giữ riêng cho mình một mảnh đất tương đối độc lập. Nhưng thế kỷ 18 thì nhà Thanh đã bắt đầu chiếm đóng và sáp nhập Tân Cương với mục đích là kiểm soát các tuyến đường thương mại và mở rộng lãnh thổ. Trước khi bị sáp nhập vào Trung Quốc, Tân Cương từng có những vương quốc Hồi giáo riêng biệt. Ở đó, người Duy Ngô Nhĩ có tiếng nói của riêng mình. Những đất nước Hồi giáo này đã phát triển dựa trên nền văn hóa Thuốc, hoàn toàn khác biệt so với văn hóa Trung Hoa. Và người Trung Hoa thường gọi họ là những dân tộc hồi hột hoặc những người ở khu vực Tây Vực. Đặc biệt, người Duy Ngô Nhĩ còn có nền văn minh lâu đời, họ có ngôn ngữ, họ có chữ viết riêng, họ có lối sống, có văn hóa riêng.
Chính sự tồn tại lâu đời của những vương quốc Hồi giáo này đã tạo cho người Duy Ngô Nhĩ một ý thức tự chủ mạnh mẽ. Họ phải là một dân tộc riêng và họ phải có đất nước riêng. Khi nhà Thanh tiến vào khu vực, điều này làm dấy lên sự chống đối và những cuộc khởi nghĩa liên tiếp từ người Duy Ngô Nhĩ với mong muốn được độc lập. Dù sau này, Tân Cương đã bị Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn, nhưng tư tưởng độc lập tự chủ thì vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của nhiều người Duy Ngô Nhĩ. Sau khi sát nhập Tân Cương, các chính quyền Trung Quốc đã áp dụng nhiều chính sách nhằm đồng hóa người Duy Ngô Nhĩ với văn hóa ở khu vực Trung Nguyên, trong đó bao gồm cả việc di cư người Hán đến vùng đất này. Đặc biệt, từ thời Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chính quyền đã đưa nhiều người Hán đến Tân Cương làm việc trong các ngành công nghiệp, hành chính rồi để xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này thì làm thay đổi cán cân dân số của người Duy Ngô Nhĩ so với người Hán. Sự xuất hiện của người Hán khiến người Duy Ngô Nhĩ cảm thấy bị lấn át ngay trên chính mảnh đất của mình. Và như một lẽ tự nhiên, họ đã đứng lên nổi dậy để giành lại quyền tự trị. Một trong những cuộc nổi dậy nổi tiếng nhất là cuối thế kỷ 19, khi các lãnh chúa Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ tại khu vực này thành lập những tiểu quốc độc lập và chống lại triều đình nhà Thanh. Nhà Thanh sụp đổ thì Tân Cương lại trở thành một vùng đất tranh chấp với sự ra đời của một nước gọi là Cộng hòa Đông Turkestan, một nhà nước tự xưng của người Duy Ngô Nhĩ. Nước này thì tồn tại không được lâu, nhưng cũng là một biểu hiện cho sự vùng dậy của người Duy Ngô Nhĩ. Đến khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập vào năm 1949, thì sự di cư ồ ạt của người Hán lại khiến cho người Duy Ngô Nhĩ thêm một lần nữa phản đối. Tỷ lệ giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán đã liên tục thay đổi theo thời gian. Trước năm 1949, người Duy Ngô Nhĩ vẫn chiếm khoảng 90% dân số tại khu vực. Lúc bấy giờ, người Hán chỉ chiếm khoảng 6-7% dân số, phần còn lại là những dân tộc thiểu số khác. Cho đến những năm 1970, thì người Duy Ngô Nhĩ chỉ chiếm khoảng một nửa dân số của khu vực. Người Hán tăng lên 40%, 10% còn lại là những dân tộc thiểu số khác. Và đến hiện nay, thập niên của những năm 2020, thì người Duy Ngô Nhĩ chiếm chưa đầy một nửa dân số của khu vực, ước chừng khoảng 45%. Người Hán thì chiếm con số xấp xỉ. Có thể thấy, cán cân dân số giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán đã liên tục thay đổi, với việc tỷ lệ người Duy Ngô Nhĩ dần giảm đi và tỷ lệ người Hán đã tăng lên theo thời gian. Những điều này đã khiến cho người Duy Ngô Nhĩ liên tục phản kháng, và họ đã chọn cách tấn công. Vậy thì tại sao Tân Cương lại quan trọng và dẫn đến sự xuất hiện của những người Hán nhiều như vậy? Bởi vì Trung Quốc khai thác được rất nhiều từ Tân Cương. Tân Cương được coi là một trong những mỏ vàng của Trung Quốc. Ở đây có dầu mỏ, có khí đốt tự nhiên. Khu vực này ước tính chứa khoảng 30% trữ lượng dầu mỏ và cũng khoảng hơn 30% trữ lượng khí đốt của Trung Quốc. Dầu mỏ và khí đốt thì cực kỳ quan trọng với các ngành công nghiệp. Các mỏ dầu lớn như là mỏ Karamay và mỏ Tarim không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào giúp đất nước Trung Quốc, mà còn giúp họ có thêm những nguồn để xuất khẩu về các nước ở phía Tây. Ngoài dầu mỏ và khí đốt, Tân Cương cũng có nhiều khoáng sản khác. Người ta ước tính có hơn 120 loại khoáng sản đã được phát hiện ở Tân Cương, trong đó có nhiều loại khoáng sản quý như là than đá, đồng, kẽm, rồi đặc biệt là uranium. Tân Cương hiện có khoảng 40% trữ lượng than đá của Trung Quốc và là nơi khai thác nhiều khoáng sản quý giá khác được dùng cho sản xuất công nghiệp, dùng cho tất cả những ngành mà Trung Quốc đang rất khát vào thời điểm này. Đặc biệt với các mỏ uranium, Tân Cương trở thành một nguồn cung cấp quan trọng cho ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân của Trung Quốc, một ngành công nghiệp mà Trung Quốc cũng đang nỗ lực để vươn mình trở thành một cường quốc. Bên cạnh đó, Tân Cương là vùng sản xuất bông rất lớn của Trung Quốc, ước tính đóng góp đến hơn 80% sản lượng bông của cả đất nước này. Điều kiện khí hậu khô, nhiều nắng và có nguồn nước từ tuyết tan của dãy Thiên Sơn tạo điều kiện lý tưởng cho cây bông phát triển. Chính quyền Trung Quốc đã xây dựng nhiều con đường để nối Tân Cương với phần còn lại của Trung Quốc, trong đó có những con đường cao tốc, những con đường xuyên sa mạc. Bởi vì vị trí của Tân Cương giúp Tân Cương trở thành một khu vực quan trọng trong sáng kiến vành đai con đường, một dự án kinh tế rất lớn của Trung Quốc kết nối với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa là châu Phi. Từ Tân Cương, Trung Quốc có thể mở các tuyến đường sắt, đường bộ, đường ống dẫn dầu, dẫn khí để kết nối với các quốc gia trong khu vực lân cận. Và một lần nữa phải lưu ý rằng, Tân Cương chính là nhà của người Duy Ngô Nhĩ. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ với bình luận viên Hải Thanh Story. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới, đừng ngần ngại hãy để lại những góp ý
và xin được hẹn gặp lại.